ITABS 5E, máy tính bảng mỏng, gọn và nhẹ nhất của Samsung. Thiết kế Có mức giá 1249000 VND, GALAX ITABS 5E là chiếc máy tính bảng mỏng và nhẹ nhất từ trước đến nay của Samsung. Máy có trọng lượng 399 g và độ mỏng đạt 5,5 mm, tức là chỉ tương đương một ly Frappuccino của Starbucks. So sánh trực tiếp với mẫu iPad 9.7 inch của Apple thì sản phẩm của Samsung nhỏ, gọn hơn đến 30%. Đây là nâng cấp đáng kể của Samsung, bởi hãng đã quan tâm đến trải nghiệm thực tế của khách hàng. Cảm giác thoải mái khi cầm, nắm và sử dụng trong thời gian dài chính là yếu tố được người dùng quan tâm. Bởi khác với smartphone, máy tính bảng được sử dụng cho các nhu cầu cụ thể hơn, khi người dùng cần một màn hình lớn để có thêm không gian cho việc hiển thị. Do đó, một thiết bị cồng kềnh, vướng víu và dễ mỏi tay khi sử dụng trong thời gian dài thì thật sự bất tiện. Hiểu một cách đơn giản, việc sử dụng S 5E sẽ thoải mái và thân thiện tựa như cách bạn bắt đầu buổi sáng bằng một tờ báo giấy, còn tay kia thì lại đang nhâm nhi tách cà phê mà mình ưa thích vậy. Hướng đến đối tượng khách hàng trẻ, do đó GALAXITABS 9 E cũng được Samsung chú trọng về mặt thiết kế. Tổng thể thiết bị là một khung nhôm nguyên khối, trong đó các chi tiết được mài rũa khá tỉ mỉ. Hơn thế nữa, dù rất mỏng, nhưng không vì thế mà việc cầm, nắm GALAXITABS 9 E bị trơn, hoặc có cảm giác không chắc tay. Việc mài cong bốn cạnh trên, dưới của sản phẩm giúp cho thiết bị có một độ ôm nhất định, chắc chắn trong lòng bàn tay. Các chi tiết trên Galaxy Tab S5e được tối giản hóa toàn bộ, dành phần lớn không gian cho màn hình hiển thị, do đó, dù có màn hình đến 10.5 inch nhưng nhìn tổng thể thì GALAXY TAB S5e chỉ tương đương các mẫu máy có màn hình 9.7 inch trên thị trường. Màn hình Trải nghiệm hiển thị trên GALAXITABS 5 E được đảm bảo nhờ tấm nền độ phân giải 2560X1600PIXL. Sử dụng thực tế cho thấy, màn hình của máy tái hiện màu sắc rất tốt, hài hòa với độ chi tiết cao. Một điểm cộng của máy đó là độ sáng màn hình lớn, tối đa đến 500 nits. Nhờ đó, việc sử dụng ngoài trời nắng gắt hoặc các nơi có ánh sáng mạnh sẽ không còn là vấn đề. Ngoài ra, việc sử dụng màn hình tràn viền Infinity Display giúp diện tích dành cho không gian hiển thị ở mặt trước lên đến 81,8%. Đây là con số cực kỳ ấn tượng, bởi người dùng sẽ tận dụng được toàn bộ không gian cho việc hiển thị, đồng thời giảm thiểu tối đa sự mất tập trung thường thấy bởi có quá nhiều chi tiết thừa ở mặt trước. Trong khi đó, việc sử dụng tỷ lệ hiển thị theo chuẩn 16 giờ 10 phút cũng giúp GALAXITABS 5E thắng thế hơn ở việc hiển thị, bởi màn hình khi sử dụng theo chiều ngang sẽ không còn hai dãy đen khó chịu khi xem phim. Chơi GAME so sánh với iPad Pro 97 INCH, độ sáng màn hình của máy chỉ đạt 485 nits trong khi tỷ lệ không gian dành cho màn hình hiển thị ở mặt trước chỉ là 74,2%. Cuối cùng, ưu điểm của trải nghiệm màn hình trên s 5E còn nằm ở tấm nền Super AMOLED, bởi khả năng tái tạo màu đen rất đậm, từ đó, độ tương phản khi chơi game hoặc lướt web, sử dụng FACEBOOK sẽ vượt trội hơn các mẫu máy dùng màn hình LCD. Hiệu năng Bên trong GALAXITABS5E là bộ xử lý Snapdragon 670 của Qualcomm dựa trên tiến trình 10NM. Vì thế, điểm cộng đầu tiên là các tác vụ xử lý trên GALAXITABS5E sẽ tiêu tốn ít năng lượng hơn so với bình thường. Máy có 4GB RAM, bộ nhớ trong 64GB và có thể mở rộng thông qua thẻ nhớ microSD gắn ngoài tối đa là 512GB. Trải nghiệm thực tế trên GALAXITABS5E đặc biệt là thử sức trên những tựa game đòi hỏi cấu hình cao như Asphalt 9, Liên Quân Mobile, thì máy đều đáp ứng tốt. Hiện tượng giật, lag hay bị khựng khung hình gần như là không có, trong khi các tính năng hỗ trợ cho việc đa nhiệm như hoạt động với nhiều ứng dụng cùng một lúc sẽ giải quyết nhu cầu làm việc mọi lúc mọi nơi của người dùng. Bạn có thể dễ dàng kết nối GALAXITABS Nam E với các phụ kiện gắn ngoài như bàn phím Bluetooth, chuột không dây, rồi sử dụng để thay thế vai trò của một chiếc laptop bình thường. Tính năng Samsung DeX cũng được tích hợp cho phép biến giao diện của máy giống với giao diện cửa sổ khi sử dụng với các máy tính Windows hay Mac, cực kỳ linh hoạt. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, ưu điểm của GALAXITABS 5E còn nằm ở viên pin dung lượng 7040 mà, khi sử dụng trong các tác vụ hỗn hợp suốt một ngày dài, GALAXITABS 5E dễ dàng đáp ứng nhu cầu mà không gặp phải bất kỳ khó khăn gì, thậm chí, với các tác vụ cơ bản, GALAXITABS 5E có thể trụ được trong khoảng 2 ngày sau mỗi lần sạc. Công nghệ sạc nhanh cũng là một điểm cộng, giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi khi sạc máy. Vốn là điểm yếu khi sử dụng máy tính bảng do dung lượng pin lớn thì đòi hỏi thời gian sạc đầy lâu hơn. Xuất sắc ở phần nhìn, GALAXITABS5E còn hoàn hảo ở phần nghe, khi máy tập trung mạnh vào trải nghiệm âm thanh, bao gồm hệ thống 4 loa ngoài đạt chuẩn Dolby Atmos, được tinh chỉnh bởi AKG, hứa hẹn chất lượng âm thanh đạt chuẩn dạp phim. Nhìn chung Galaxy a năm e là lựa chọn sáng giá trong phân khúc với thiết kế đẹp mắt, cấu hình phần cứng đủ dùng với chất lượng âm thanh tốt khi xem phim, chơi game nếu đang tìm kiếm một chiếc máy tính bảng tối ưu khá đầy đủ cho nhu cầu giải trí thì Galaxy Tab S5e chính là lựa chọn dành cho bạn. PV